Xin chào các bạn, mình là Thế Anh đến từ cộng đồng Thanh DD, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn iRobot, các dàn IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dàn đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dàn mình nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dàn Bylermon. Tham gia vào dàn hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn nút start để chatbot, tiếp theo các bạn thành một captcha. Chúng ta lần lượt cho vào group Telegram channel như đầu tiên. Hôm nay có vẻ hơi ít dự án anh em nhỉ. Ở trên channel Telegram Arop chúng ta vẫn có những cái dự án mình đang chia sẻ trên channel anh em chú ý nhé. Tafado Twister, Nine British Epitis, mở profile, copy username ngày tên ta. Các bạn lần 2 lần đôn, điền username Twister phía dưới đây. Join với kênh Adobe 6, một nguồn Adobe uy tín. Follow Twitter, Adobe 6. Phần đôn. Phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chất Connect hoặc Metamask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó quay trở con page vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Bylermon. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.